Em sẽ cố gắng học. Hóa một bài nhá. Hóa. Cháu yêu là sáng tác của chị. Sáng tác của Ái Phương. Là cháu yêu là chị sáng tác của chị Ái Phương nha. Ngày xưa chắc yêu xong sau đó thì bóng cái là mới la là hoa hát. Hiện tại bây giờ đang có khoảng mấy ca like đang ngồi xem hoa hát. Thôi đừng có tạm bỡ ta. Ủa sao chị không thấy? Quá đẹp rồi con thấy giờ. Ủa sao chị không thấy comment? Em không thấy comment nhở? Mình ẩn rồi. Đây, bước sang trái đi xem bình luận này. Sang trái mà. Ở sang trái hả? Ừ. Đây, 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 đây. Hay quá. À thế rồi nè. Đấy, đấy. Bài hát này xong muốn yêu không? Ủi đi. Để cho chị Bi mọc sừng. Cái gì? Chị mọc sừng. Đâu chị không có mọc sừng nha. Vậy rồi. Hát bài gì? Hát bài gì? Hát bài gì? Happy birthday. Máy phá ơi, con đánh đàn rất là bạc. Ôi, bao nhiêu ngàn người đó. Đâu sừng, đâu sừng đâu. Em có sừng. Ê yêu này. Thì có sừng không? Không ai có một sừng hết. Đây nè, đây nè. Mới về lại. Tôi về với lại. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Ta mọc sừng cái đây rồi này. Mọc sừng là mọc sừng. Gì vậy? Ủa chị đâu có sừng đâu nè. Đó. Ủa đây có sừng rồi nè. Mọc sừng. Đâu? Không có. Không mà em đội muốn mà. Mi mi. Làm gì có sừng đâu. Ủa sao nhìn em ghê quá. Không, nhìn gái tươi mà. Không, nhìn em sao cái tóc em nó bị chọc quá vậy? Đó, đây mọi người. Đội nón nha, đội nón được không? Có rất nhiều nón. Đây có rất nhiều nón. Chiều đó. Đây này có rất nhiều nón. Sao nó bé quá. Nó như cái đầu của tao nè. Có 6 cái là. Đó. Nó sẽ rất tỷ lệ với cái đầu của tao. Mày có thể cho đây tao. Đây nè. Ủa chứ luôn. Ủa chứ ai, hồi ai làm sừng này vậy? Ai làm đấy? Thiệt luôn á. Em làm thôi, em đi. Thôi, mặt nó lên, bò khóc rồi. Bò khóc rồi kìa. Bò khóc rồi kìa. Trời ơi, sao mặt ghê quá vậy? Y lại lên chẳng. Ui, cái gì vậy Duyên? Có thật hay đùa đấy. À, được rồi rồi, nhìn gần đỏ hơn. Dạ, em thấy hát đứng gần nha, chị Hoa dễ thương quá. Cảm ơn nha. Chúc chị Bi sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn nha. Đây, giờ mình hát một bài nào lãng mạn không? Bài này. Đêm lo sao hả? Bài gì? Ai chồng chị nghe bài đêm lao sai của em á. Đêm lao sao hả? Đêm lao sao nha. À đêm lao đêm lao sai là sao? Sao mãi trôi để mơ thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thơ hay chăng? Lẽ lối tôi đang ngỡ thì mây nó cứ trôi hay con khóc chờ mong. Là bác ngọc hôm nay thì pianist của chúng ta hơi đánh sai nốt một chút. Nên là mọi người nghe em có thấy hơi kỳ cũng không sao nha. Không phải lái phương đâu mọi người. Hôm nay là pianist tên tiếng Anh là Ice Frank. Sẽ đệm hát cho tôi là Là đệm tông đơ đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ hát bài gì?
Trời ơi, ai tên chồng em mới đánh á. Chồng em cũng biết đánh mà. Anh đang đánh bài Happy Birthday. Chồng em đánh một bài đó. Nó dữ sưng. Đây là bài gì? Hello em Kim Bùi nhá. Đây là bài gì? 10.800 người xem. Em lâu lắm rồi không livestream được 10.800. Em tận 4.000 người xem. Thôi đừng xạo. Mọi người ơi, mọi người bu ở đây làm sao? Để cho chị Quỳnh đi. Đánh một bài nào lãng mạn chế Phương. Chứ rồi sao nhìn lãng mạn đánh gì nhờ. Chứ thường là chị chỉ có thể tự đánh những cái bài mà nhẹ nhàng mà chị không hót thôi. Bài gì của chị? Một mình. Một mình. Bài một mình. Lỗi của yêu thương. Lỗi của yêu thương. Lỗi của yêu thương mọi người. Bài Chót Yêu là của chị Phương chế tiêu của người yêu đây sáng tác nha. Đây Chót Yêu là chị Trẻ Phương sáng tác. Lỗi của yêu thương bài khác đó tên là chị Phương sáng tác đúng. Chị có biết không đấy chị? Đúng rồi này chị biết nha. Anh có cái mũ cho em cái này chị cho em. Ở đây này này em cái màu hồng này. Đây cái màu hồng mặt béo lắm. Bài này hay chưa? Chị sáng tác không? Em biết bài này mà. Tình đau không quá. Bài này hay quá à. Nhưng mà giờ có ai vào đọc comment đi. Đây là vào đọc comment giùm chị được không? Để chị mạng yếu quá này mọi người ơi, xin lỗi. Không phải yếu đâu mà là nhiều quá nó chỉ hiện lên thế thôi. Không, nó không hiện lên hay không hiện lên comment cơ. Nên nó đứng lên mãi rồi. Xem vẫn tăng lên mà chị. Không đâu thấy Nhã Phương livestream đâu ta. Ủa sao kỳ vậy? Em chú Nabi của em nha. Hay là em tắt em like lại nhé. Bây giờ em tắt em like lại nhé. Chị có còn nhìn thấy ông không để em nhìn lời. Sao chị sáng tác kiểu gì vậy? Sáng tác thôi chị được ơi. Chị phải nhớ hợp không? Em không hát được nhá. Không, sao em tay em ghê nhưng mà vì em không muốn làm mà nổi bật hơn địa chính. Để các mẹ bị mặt mọc như thế nào của em. Tóc mình hơi ghê không sao hết. Rồi chưa để mò hợp âm ra cho chút xíu. Rồi mò hợp âm đây để em mò. Sẽ tìm được luôn á. Em hay là em kết thúc em la thăm lại nhá. Chị Hoa về Bắc Ninh chốc dịch đi. Bây giờ về mới là này không thấy luôn nhá. Thấy. Có thấy bên này. Có ai comment không ạ? Đây có nhiều. Đây chị đây đây một cái xem một cái còn đọc comment. Nhờ ok nhá. Hôm nay chỉ có vài người thôi mọi người ạ, không phải là đông tổ chức sinh nhật gì đâu. Mà tới nhà chị Phương có vài người thôi. Anh Giang tống đâu rồi ạ? Vì mọi người sợ mình tổ chức sinh nhật đông á, vi phạm quy định dưới mấy phòng dịch. Dưới 30 người, ở đây có 5 người thôi. Hay quá này. Vì trường á, hậu trường. Này thực ra không có ai hôm nay cũng không vài người. Cái bài lúc nãy là bài gì sao luôn hả? Lỗi gì? Bài quen vậy. Ừ.
Trời ơi là trời. Hát lại bài chót yêu đó chị. Chị chót yêu được không? Chót yêu không là chị. Nhưng mà chị ơi, cái câu của chị em nghe bài đó em lại muốn bài chót yêu. À, câu cuối á. Em chưa có tim này đừng không hao ghê ngờ đó đi đi đi. Mình là con tim này rồi đi. Mọi người ơi, mọi người thông cảm nha. Em phát biểu cái đó. Xin được kính thưa tất cả mọi người là hiện giờ tình hình đang dịch cho nên là mình cũng không có đi ra ngoài tiệm để gội đầu được. Mà mình không biết làm tóc. Đấy. Cho nên là tóc mình hôm nay nó hơi hơi hâm hâm tí. Nhưng mà không sao, không sao. Mình đổi lên không em? Không hoa không, đội vào nhìn hơi ghê. Nên là em quyết định là hôm nay dịch cho nên là coi như mình là không thể không làm nổi bật hơn là chính được. Thì sao mọi người đổi lên đầu chị? Không, nhìn chị thì xinh nhưng mà của em thì hơi linh tinh một tí, đúng rồi đấy. Thì hôm nay ở đây sinh nhật chị Phương, em mình sẽ hát bài anh Giang xin được gửi tặng chị Phương qua chương trình gì hả lời muốn nói cho bạn. Đúng rồi, chương trình âm nhạc cho bạn ngày hôm nay xin được gửi tới tất cả quý vị anh chị và các bạn ca khúc với tựa đề Chót Yêu. Sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, MC, Ái Phương, MC, diễn viên. Em cũng chưa gọi đầu nên mọi người thông cảm cho của em nha. Dạ, cái này mấy bạn đội lên em không có tiện tháo xuống nha. Dạ vâng ạ. Đó. Cũng không ai comment dạ. Xin lỗi nha, tại vì mạng của em yếu quá đó. Mình đọc comment bên máy khác được không? Ô, đây máy chị à? Đây máy chị. Em đang cần đọc comment ở máy khác. Máy của ai? Máy của ai đọc comment được không? À, sau đây thì sẽ là ca khúc Chót Yêu ạ. Vâng, mọi người vẫn có thể nghe được nhiều những cái âm nhạc trẻ con ở xung quanh đây, bởi vì có rất nhiều con nít ở đây. Tại sao chị cười quá chị Phương? Sắp đến chị rồi nha chị Phương nha. Mọi người ơi, mình ăn ngoài đưa bé bò kêu là chào bác Phương đi. Bác Phương sợ bé bé ơi. Sợ. Ủa? Sợ hãi. Nghe rung quá trơn. Hôm nay chú ít nói quá. Hả? Ít nói quá kìa mọi người kìa. Mình là hát bài Chót Yêu. Ôi mẹ biểu cổ năm nha. Thank you.
Hồng này đâu rồi? Sao anh không nói em tham gia Running Man vậy? Trời, ba tổ chức mời cho tao lấy quyền lực người ta mời mày. Phải chồng em hát thì được nè. Chồng mình thì kiểu chồng em hát là em hát. Anh ơi. Chào tụi những người. Kinh lòng. Trời ơi, mất đắc dĩ quá nè. Hôm nay chồng em mới nay hả? Mới nay hả? Mới chiều nay. Trời ơi, đất ơi. Đánh đạn mới là mùng 3 trưa. Cây trưa. Mày quá trời khán giả yêu cầu ông chú hát kìa. Ai kêu là anh Giang xuất hiện đi nào. Xuất hiện của chú quá mà chú quá mệt. Chú đi làm về. Chú đi làm về chú mệt quá rồi. Chú muốn ăn gì? Chú muốn ăn cái trà bông. Trà bông qua đây đi ha. Trà bông cá hồi hôm qua chú làm. Ở trong tủ. Chú Mười khó đi làm về mệt quá rồi mọi người ơi. Nên là chú Mười khó. Hơi đuối. Tại vì em chỉ biết đánh nhạc sầu thảo thôi quý vị ơi. Sầu nữ. Hòa ơi.
đầu luôn, tơi bỏ. Hát cái bài gì mà hết đêm nay rồi anh đi gói nơi đây, anh ra không nhìn cái mặt anh nữa đâu gì đó. Tí xíu nữa chú Tí sẽ xuất hiện, tại vì chú Tí mới đi làm về hơi mệt nha mọi người. Chỉ có mấy bạn của chị Bi thôi mọi người ơi, không có đông người nha. Mình chụp tấm hình đi được không? Để em tắt nghe. Để em cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật nè. Mặt nó pháp bi.
Chị cho lên 4 kg rồi cho chết. Ông chú tốt cỡ thì. Nhưng mà nhóm nhôm. Này 4 kg nha chị. Nhìn không lên cái. Đây nè chị mới ốm đây nè. Đây ốm xuống đó chị. Đây ốm xuống nè. Đúng rồi. Sao tại sao ốm nói bạn nhìn ăn. Tại sao?